Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để Nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay, Nhà Phương Đông xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ điển, mang mã số L2-2230. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được Nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L2-2230, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 19,2m, chiều sâu là 13,6m, diện tích sử dụng khoảng 323m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, 1 gara, 1 sân phơi và 1 sân chơi. Đây là một thiết kế cực kỳ thu hút dành cho những gia chủ yêu thích phong cách tân cổ điển và đang sở hữu quỹ đất rộng. Bước vào từ sảnh chính, chúng ta sẽ bắt gặp không gian phòng khách cực rộng rãi có diện tích lên tới 40,9m2 với bộ sofa gỗ bọc da tông màu lạ mắt được đặt ở trung tâm, kê sát tường theo hình chữ U, tivi treo tường ở phía đối diện, hai bên được bố trí với hai tủ để sách hoặc các đồ trang trí nhỏ. Vách tường ốp gỗ và đá tự nhiên giúp tăng tính thẩm mỹ, kết hợp cùng thảm trải sàn, tranh treo tường, chậu cây xanh thì đây sẽ là không gian tiếp khách cực kỳ sang trọng, thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ. Không gian đệm ở đây vừa có tác dụng phân chia không gian, vừa là một bước chuyển nhẹ nhàng để gia chủ đi lên cầu thang, đi vào khu vực bếp ăn hay đi ra hành lang dẫn ra sân và gara một cách dễ dàng. Phòng ăn 20,5m2 được liên thông với phòng khách tạo một không gian mở rộng thoáng, với thiết kế nội thất tông gỗ chủ đạo rất tinh tế và trang nhã. Gia đình có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh sân vườn qua hệ cửa sổ lớn ở đây. Chúng tôi cũng bố trí thêm các tấm gương trang trí, giúp tạo cho không gian cảm giác sáng và rộng hơn. Những chậu cây xanh, hoa cảnh không chỉ mang tới sắc màu sinh động mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút nguồn sinh khí tốt cho ngôi nhà. Các bạn có thể thấy ở mẫu nhà này, phòng bếp 13,1m2 được ngăn cách với phòng ăn bằng hệ cửa ở đây, chứ không thiết kế liên thông. Điều này sẽ giúp hạn chế tối đa việc mùi thức ăn khi nấu nướng ảnh hưởng tới các không gian khác, đồng thời việc dọn dẹp, vệ sinh cũng thuận tiện hơn. Phòng bếp có đầy đủ tiện nghi được, bố trí gọn gàng. Bên này là cửa phụ dẫn ra sân ướt 6,2m2 và sân vườn phía bên trái nhà, nên khi gia chủ xử lý nguyên liệu nấu ăn, dọn rửa hay phơi phóng đồ đều rất tiện và sạch sẽ. Từ hành lang này, các bạn sẽ ra được sân và gara để xe 25,2m2. Thiết kế gara thoáng rộng, rất dễ dàng cho gia chủ lái xe ra vào, đồng thời tránh được các tác động xấu của thời tiết. Không gian cuối cùng của tầng 1 được các kiến trúc sư của chúng tôi dành cho một phòng ngủ diện tích 18,6m2 và một vệ sinh chung 5,8m2 ở ngay bên cạnh. Đây là phòng ngủ với các nội thất cơ bản, thường để dành cho người lớn tuổi trong nhà vì sẽ thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày hơn. Ông bà có thể dễ dàng di chuyển tới phòng khách, phòng ăn hay ra sân chơi mà không cần lên xuống cầu thang nhiều. Hệ thống cửa và tường cách âm tốt sẽ mang tới giấc ngủ ngon. Đồng thời, hệ cửa sổ xung quanh cũng sẽ cung cấp ánh sáng và gió tự nhiên cho phòng ngủ thông thoáng và sáng sủa. Còn không gian tầng 2 được chúng tôi bố trí với một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ cơ bản có toilet riêng, một sân chơi và một sân phơi. Các phòng công năng của mỗi nhà này đều được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế sao cho phù hợp nhất với phong thủy và thói quen sinh hoạt của gia đình chủ đầu tư. Tiếp sau đây, hãy cùng Nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về thiết kế này nhé. Nằm trên mảnh đất vuông vắn với hai mặt tiền, căn biệt thự với vẻ đẹp đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển, mang đến sự sang trọng, tinh tế và thu hút người nhìn. Chúng tôi không sử dụng các hoa văn trang trí cầu kỳ, thay vào đó là các chi tiết phào chỉ tối giản nhưng cực kỳ tinh tế, kết hợp với màu sơn trắng sứ trang nhã của tường, màu ghi xám của hệ mái Nhật, màu nâu đỏ của hệ cửa chính và màu đen của các chi tiết lan can, của gạch ốp cột, chân tường. Tất cả hòa quyện một cách hài hòa, mang lại một tổng thể nổi bật rất ấn tượng. Hệ cột trụ ốp gạch xà đá làm tăng vẻ đẹp khỏe khoắn, thanh thoát. Cho công trình, ban công tầng 2 được thiết kế đua rộng ra phía trước, đồng thời là mái hiên tiền sảnh, thiết kế cửa chính bằng gỗ nâu đỏ cao cấp, vừa sang trọng, lại còn rất kín đáo. Cửa sổ và cửa ban công lại được dùng chất liệu kính cường lực khung nhôm trắng, không chỉ đẹp về thẩm mỹ, mà còn mang lại cảm giác thông thoáng, rộng rãi cho không gian bên trong. Mẫu biệt thự tân cổ điển này có thiết kế khá vuông vắn và cân đối, để tạo ra những khoảng hở thụt thò nhẹ nhàng thì chúng tôi đã gắn thêm hệ ban công ở nhiều mặt, lan can ban công, cửa sổ, sân chơi, hành lang được sử dụng đan xen giữa khung sắt hoa văn thanh thoát và hàng con điện trắng truyền thống mềm mại uyển chuyển, mang lại vẻ duyên dáng và ấn tượng hơn cho người nhìn. Góp phần hoàn thiện vẻ đẹp ngoại thất chính là thiết kế mái Nhật bao trùm các khối nhà,
Hệ mái có độ dốc vừa phải, giật cấp xếp chồng tạo hệ đa mái, không chỉ mang tới vẻ bề thế, cao ráo mà nó còn làm rất tốt các công năng chống nóng và chống thấm hiệu quả, bảo vệ căn nhà khỏi những tác động của thời tiết. Chúng tôi cũng kết hợp thêm những ô cửa nhỏ và cột ống khói giả, giúp tạo điểm nhấn và cung cấp ánh sáng cho hệ mái. Không gian còn lại được chúng tôi thiết kế với hệ thống sân vườn rộng thoáng. Các bạn có thể thấy trên hình vị trí hồ cá, chòi nghỉ, cây xanh, tiểu cảnh được bố trí hợp lý. Những sắc màu rực rỡ của hoa lá, cây cảnh đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của căn biệt thự, mang tới nguồn năng lượng tích cực và trong lành cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời căn biệt thự vẫn có phần sân rộng để tổ chức các hoạt động ngoài trời hay đi xe ra vào thoải mái. Hai cổng ra vào lại càng thuận tiện hơn cho gia đình gia chủ khi đi lại hàng ngày. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao, thiết kế này đã chinh phục hoàn toàn trái tim của gia đình chủ đầu tư. Còn các bạn thì sao? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được tư vấn thiết kế thi công trọn gói miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.